hôm nay em mới ngồi bình tĩnh lại để viết những dòng này, viết về cô gái anh hùng của thôn em. 2 giờ 45 sáng, vụ cháy mở màn phát ra từ căn nhà sát vách. Mọi người đều đang ngủ ngon, chỉ có nó, nếu nó không phát hiện thì bà quả đã giết tất cả thôn. Nó tấn công hơi được, sủa vang trời, chạy lại tông vào cửa phòng, tông vào cửa chính để tấn công thức mọi người. Khi cả nhà em chạy ra được cũng là lúc ngọn lửa mở màn lan nhanh. Cả nhà em cùng nó chạy đi từng nhà đập cửa tấn công thức mọi người. Bàng hoàng sau vụ cháy, cả thôn đều lại cảm ơn nó. Nếu không có nó chắc mọi thứ sẽ tệ hơn rất nhiều và em cũng không thể ngồi đây viết những câu này. Chú chó anh hùng đây. Xe cứu giảng quả đã kịp đến chữa cháy. Đây là câu chuyện kể về một chú chó anh hùng. Phát hiện lửa cháy, nó đã cố sức báo tin cho chủ nhân để những người trong nhà chạy đi tấn công thức cả thôn dậy. May mắn nhờ chú chó này mà cuối cùng không có thiệt hại về người xảy ra. Đúng là một pha hữu hùng thật sự. Nếu lúc đó không có chú chó thông minh và kiêu dũng này thì chẳng rõ rệt những điều tồi tệ đến mức nào có thể đến. Dân mạng đã suýt xoa khen ngợi hết lời chú chó này. Nhiều người cho rằng, chó là loại động vật thông minh và cách ứng xử của nó trong chuyện vừa rồi một phần nói rõ rệt điều đó. Đã nhiều lần, các chú chó cứu giãn được chủ mình từ trong thảm cảnh và cũng chẳng phải lần đầu, loài chó báo động cho chủ nhà khi có cháy. May mắn quá, lúc đó không dám tưởng tượng nếu như chó không báo thì sẽ như thế nào mất. Phen này phải thưởng cho chó xúc xích hay bữa ăn ngon thôi, lập công lớn quá mà, một dân mạng bình luận.